Lễ hội Mai Phú Quý có sự góp mặt của hơn 1.000 cây mai với nhiều kiểu dáng và độ tuổi khác nhau, được trưng bày tại công viên của Công viên Ánh Sáng, quận 9. Tại đây, quý khán giả cũng sẽ được chiêm ngưỡng những gốc mai quý có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Đặc biệt, sắc vàng của hoa mai kết hợp với đại cảnh 100.000 giỏ hoa rực rỡ đã tạo nên một vườn xuân khổng lồ. Họ dàn dựng mà họ bài trí nó kết hợp với cái cảnh quan ở đây rất là đẹp, rất là tự nhiên. Nó làm cho du khách cảm thấy sảng khoái lắm, rất thích. Tại lễ hội, quý khán giả còn có cơ hội trải nghiệm không khí Tết cổ truyền với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như là nhảy sạp, ô ăn quan, đi cà kheo. Bên cạnh đó là những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như là múa lân sư đồng hay sự xuất hiện của những gian hàng ẩm thực đặc sắc. Quý khán giả mua gì ở đâu có thể liên hệ số điện thoại đang được hiển thị để nhận vé tham quan lễ hội miễn phí.